biết mà. Không phải ma nữa mà quỷ đuổi. Nó còn tuột quần em nữa. Trời ơi, con ma nào mất đớt như vậy. Trời, hai đứa bay cũng bị nữa hả? Sao giờ tôi sợ mày nhét như họ đế à? Đúng rồi đó, mày hay quá, mày nhìn cái quần mày kìa. Làm người ai chẳng có sai lầm. Bây giờ tính sao? Tao ở đây tao biết một mày pháp, hôm nay ông có chương trình khuyến mãi, tụi mình đi kiếm ông đi. Trời ơi, pháp sư mày như cái tiệm tập quá gì không? Giờ mình tào lao nữa, tụi mình đi thôi. Ok, cuối cùng cô đã tới đây rồi. Pháp sư ơi, về kiếp ai? Tụi con kiếp pháp sư Diệt Ma. Nhìn mặt tôi bay là thấy âm khí nặng rồi. Lên lầu 1 quẹo phải. Là tao, pháp sư gangster. Dạ, anh có cho trai. Tụi bay đến đây để diệt trừ ma đúng không? Úi, hề quá. Mày lên đây trừ ma không lẽ mày đi cầu duyên? Nếu đã gặp ma rồi thì tụi bay hãy cầm cái này đi. Ôi, đây là bùa diệt ma nè mày. Bùa diệt ma cái đầu mày, đó là bản giá diệt ma đó ba. Đó ra, để tao đọc cho. Bản giá diệt ma: diệt cô hồn 50k, diệt ma 100k, diệt quỷ 200k, diệt ba tặng 1, thứ bảy chủ nhật tăng 30%. Ê Trâm, tao với mày có đi lộn công ty diệt công trùng không à? Sao cái ông mày này ham tiền quá? Ham tiền cái đầu mày. Ủa, làm pháp sư hút không khí để sống hả? Không ăn cơm để sống hả? Tao kêu cung anh không cắn mày bây giờ. Hay, bỏ qua cho em con thầy, nó lỡ dạy. Chứ con thấy thầy cũng ham tiền thiệt mà. Mày coi chừng tao đó. Tao có súng rồi chưa? Thầy, bây giờ tụi con không có tiền, tính sao bây giờ thầy? Rồi, không có tiền thì tao cho góp. Rồi, ký vô đây đi. Rồi, bây giờ hai bay để hai tay lên cái đèn này đi. Hả? Âm khí nồng đặc. Đây chắc chắn là quỷ cương thi tu luyện lâu năm rồi. Chết cha, hai đứa ăn mất rồi. Bây giờ tính sao thầy? Con quỷ này rất là mạnh, ta và các người không phải là đối thủ của nó. Để tiêu diệt nó, chúng ta phải làm một nghi thức triệu hồi để dụ nó xuất hiện vào ban ngày. Làm nghi thức gì vậy thầy? Đó là nghi thức bòn bon si cola, sữa hộp gà, dầu cola, bánh trung thu. Nghi thức gì mà con nghe muốn bị tiểu đường luôn. Đúng rồi đó, đây là đồ ngọt không à? Tụi bay cứ làm theo lời tao đi, cách này xưa giờ rất là công hiệu. Vậy là tiêu diệt được nó đúng không thầy? Không có đơn giản vậy đâu. Muốn tiêu diệt con quỷ này, tụi bay phải cần chuẩn bị một nắm gạo, một chùm lông chó Nhật và nước tiểu của đồng tử. Ok. Nhanh đi, tới đêm xuống là chết cả đám đó. Chết chó Nhật à? Con nước tiểu đồng tử sao mày? Ôi trời ơi, đầy ơi. Nước tiểu không có. Ê ma gì ơi, hãy biến ra đi.